Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2018. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị hai tuyệt phẩm tranh bằng gỗ hương đỏ của Lào, hàng siêu VIP được đồ gỗ Thành Luân vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị bàn giao cho gia đình nhà anh Sơn. Anh ở Vũng Tàu, anh ở thành phố Vũng Tàu, và anh trước đây cũng đã mua của Thành Luân chúng tôi một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ hương đỏ Lào, và tiếp theo là anh đặt hàng Thành Luân chúng tôi là hai bức tranh gỗ hàng chúng tôi làm theo yêu cầu của anh, bức tranh đứng để anh bày ở bên cạnh bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Ở đây sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu hai bức tranh này có tên. Bức phía bên phải quý vị đang thấy là bức tranh hoa mẫu đơn cùng với lại hai chú chim điểu, và phía trên là hoa mai anh đào, mẫu hoa mai anh đào, và phía bên tay tấm bên cạnh này là mẫu hoa cúc được Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, và đây cũng là một tác phẩm của các nghệ nhân gốc nghề chế tác đẳng cấp đỉnh cao, đục sạn kênh bong moi móc và đục theo lối 4D, không gian nhìn 4 chiều đều đẹp, rất chi là đẹp. Đấy, và phía bên cạnh này của chúng tôi cũng là một bức tranh là tuyệt phẩm bằng gỗ gụ, hàng siêu khủng luôn, siêu vip luôn. Đó, dài 2m95, rộng 1m27, dày 11 phân, đục tích đó là 4 mùa sơn thủy xuân bất tận, cửu hạc lạc thú cảnh trường sinh, rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái clip sau bức tranh này. Và đây là bức tranh, hai bức tranh của khách hàng ở Vũng Tàu. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên là bức tranh hoa mẫu đơn hoa anh đào. Đây, phía trên đây gọi là hoa anh đào, hoa anh đào hoặc gọi là hoa mai với hoa anh đào. Chúng tôi là đục chạm nó rất chi là đẹp, quý vị có thể thấy được đục chạm kênh bong mái móc. Và hai bức tranh này cũng là chúng tôi là làm công cho anh Sơn. Thì anh Sơn trước đây anh đã chuyển một tấm gỗ rất lớn về để Thành Luân chúng tôi là chế tác theo yêu cầu của anh, rất chi là đẹp. Đường nét đục chạm rất tinh xảo, những chú chim này như thật luôn, nhìn như ngoài đời thật. Những cái tác phẩm này của đồ gỗ Thành Luân tôi là yêu cầu những người nghệ nhân phải thổi hồn vào lòng gỗ để mang đến cái cảm xúc cho người xem, nó rất đẹp, rất giá trị. Gỗ hương này là gỗ hương Lào và gỗ hương Campuchia, rất giá trị. Máy đâu ấy? Hoa cúc đẹp không? Mô sơn này đấy, quý vị đang thấy trên màn này những chú chim này, và những cái đường nét của chúng tôi là đục chạm rất kỹ, rất tinh xảo luôn. Mọi thông tin chi tiết về cái sản phẩm trên, khách vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 và 0972 770888. Và đây là hai bức tranh của anh Sơn ở thành phố Vũng Tàu, anh đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân. Và thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh Sơn đã tin tưởng đặt hàng. Tôi xin kính chúc anh Linh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và Thành Luân xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các trong những video clip sau.